Bây giờ kênh Coenix sẽ kết hợp với anh trưởng bản, anh Thương ạ, sẽ trao thưởng phần thưởng học sinh giỏi và học sinh tiên tiến cho các cháu của trường tiểu học, trường cấp 2 và trường cấp 3 của bản ạ. Bây giờ xin mời anh Tiến ạ, anh Thương ạ, trao cho cháu đầu tiên ạ. Cháu Nhận ơi, cháu nhận ra đây nhận quà của các chú nào. Cháu cảm ơn anh đây. Cháu cảm ơn hai chú đi. Cháu cảm ơn hai chú. Cháu cố gắng học giỏi nữa năm sau nhá. Vâng ạ, quá. Phần thưởng của mỗi bạn học sinh xuất sắc là 200.000 và 5 quyển vở. Gì mày gì ơi? Sao không đi nào? Cảm ơn hai chú đi. Cảm ơn hai chú. Bảo Thi nào. Ở đây. Bảo Thi sau này lên làm ca sĩ nhá. Tên Bảo Thi rồi làm ca sĩ. Đây. Đây đây tiền. Cố lên nhá, cầm chắc vào. Mai. Học sinh tiên tiến quang phí đi được khám đấy khen má này cơn khỏi khay đâu. Nên mình mua vở từ Hà Nội lên và đến đây phát quà cho các cháu học sinh ở bản Chùn của huyện Thuận Châu. Mình mua 200 cuốn. Ở đây với lượng khoảng tầm 40 cháu, chắc khoảng tầm 40 cháu rồi đấy. Và mỗi học sinh giỏi hoặc xuất sắc thì sẽ được phần thưởng là 200.000. Còn những học sinh tiên tiến thì có phần thưởng là khoảng 100.000. Tất cả những tiền từ hoạt động này là tiền từ kiếm được YouTube từ tháng 4 và tiền của mình bỏ ra. Để một phần nào khuyến khích các cháu học tập tốt hơn cho năm học tiếp theo và đóng góp cho xã hội sau này. Nhà chú ở gần đây chưa? Không. Nhà chú ở đây. Cập giật. Thôi vào nhà ngồi chứ má. Ô kìa bê. À, anh em. Đấy chú đây. À, ơ cầm đâu? Đây à? Đây à? Cái này à? À. Không bảo tên. Có kìa. À. Ui.
Con béo này. Em bỏ ta đi anh. À, các cháu từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 đang ở nhà của trưởng bản nhà anh Thương để nhận món quà học sinh tiên tiến, học sinh giỏi và những có những cố gắng trong năm học vừa qua. Đầu tiên mình sẽ làm một cái món, hôm nay nhiệt độ ngoài trời khoảng tầm 36, 37 độ, rất là nóng. Sẽ làm một cái món giải khát hoa quả dầm khổng lồ cho các cháu ạ. Từ các hoa quả mình mua ở ngay chỗ chợ bên ngoài thôi. Đây là một phần trong cái chương trình là khuyến học cho các cháu. Bạn là Lương Thị Lan, học lớp 4A3. Quý sáu mươi, quý lớp sáu mươi à? Bạn này sáu mà trông như lớp 1 đi. Bạn Ngọc đúng không? Đường Văn Nam lớp 6B nào? Ta nhận quà đi. Phần thưởng của các bạn học sinh khá, học sinh tiên tiến là sẽ là 5 quyển vở và 100.000 đồng. Đấy, xem đi. Ghi ra. Go and eat, go and eat. Go and eat, ghi vào. Đi vào ăn này, ghi vào. Chụp à? Lâm. Cười cái. Lâm. Thế Ngọc có phát biểu gì không? Sau khi nhận được một giải thưởng này. Em rất vui khi được món quà này. Em cảm ơn. Nào, những béo ơn ai? Béo đâu? Thôi em phải ngại. Xong làm sao nữa thì... Cảm ơn xong sao nữa, con có hứa gì không? Em hứa sẽ học thật giỏi và làm tấm gương cho ba mẹ và mọi người ạ. Làm giàu cho quê hương nhá. Thế bạn bước nhảy ngàn cân thì có phát biểu gì không? Phát biểu cái. Sau này em sẽ là giật giải bước nhảy ngàn cân nữa hạn. Em ước đại giải nhất bước nhảy ngàn cân. Rồi. Bạn Nhung Béo ạ, bạn Nhung Béo với mong muốn rằng là sẽ giật giải bước nhảy ngàn cân. Và làm bao nhiêu? Là 50. Mấy năm nữa mới đủ cân. Mấy năm nữa đủ cân, đang tích cân đúng không? 5 năm nữa. 5 năm nữa. Rồi. 10 năm. Mục tiêu là 100 cân. Với mục tiêu là 2000 cân. 2000 cân. Ok. Những bạn mà có thành tích học tập nhưng mà chưa được danh hiệu học sinh giỏi mới tiên tiến thì sẽ vẫn nhận được một phần quà khuyến khích là 5 quyển vở. Hy vọng là năm sau các bạn sẽ được học trở thành học sinh giỏi hoặc tiên tiến. Cố gắng nhá, cố gắng nhá. Năm sau này cô bạn nào chưa nhận không? Cô bạn nào chưa nhận không? Các bé ơi, bây giờ hai chú nhờ các bé hát nha. Hát một bài để các bé hát một bài nhiệt tình nha. Bài gì nhỉ? Bài gì nhỉ? Bà ơi bà nhá. Ok, bà ơi bà. Được bà ơi bà. Nào bắt đầu nào.
Có đồng ý không? Bà ơi bà nhá. Ok. Dạ hát đông đủ nha. To nha, hát to nha, rõ ràng nha. Vâng. Con cò bé bé bà ơi bà. Thôi, tại run quá. Đừng cười. Bà ơi bà hai bà. Bà ơi bà. Cháu lắm. Bà trắng. Màu trắng như mây. Cháu yêu bà. Cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng đời cháu biết bà vui. Con cò ve ve. Thế các cháu có yêu Việt Nam không? Có. Có yêu nước không? Có. Có yêu thầy cô không? Có. Yêu bố mẹ không? Có. Thế bài quốc ca phải hát to nhá. Ôi mời quyền ca nào. Đoàn quân Việt Nam đi hai ba. Đoàn quân Việt Nam đi. Chúng ta yêu quá. Đất tây đồ nam trên đường về xa. Cờ đi máu chiến thắng và hồ lúa. Chúng mày xa trên đường về xa. Đường đi qua sẽ xa quân chủ. Ta cùng nhau là chân mình. Mau ra xa trường tiến lên cùng tiến lên nước non Việt Nam ta vững bền. Vỗ tay nào, hello. Ok bây giờ mời bạn Nhung Béo lên hát còn đơn ca nào. À, bà nhận hộ cháu rồi bà. Bà trồng sang nhưng mà đấy. À vâng ạ. Phải mất phải cứ còn thẳng hơn đấy. Còn thẳng đấy. Bà cháu yêu. Bà cháu yêu. Bà cháu yêu. Bà cháu năm bàn tay. Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui. Các bạn vỗ tay nào. Ôi. Đồ chân nữa. Bà nhìn để nói thì mất tiếng ổ lên. Thế thôi các chú cảm ơn các cháu đã đến đây nhá. Và hy vọng là năm tới là sẽ học giỏi hơn năm nay. Và luôn luôn là con ngoan trò giỏi của các thầy cô và bố mẹ. Có đồng ý không? Có đồng ý không? Có. Vỗ tay cái. Cảm ơn nhá. Thế bây giờ là trước khi về là phải làm sao? Dọn đúng không? Dọn đúng rồi. Trước khi về phải dọn. Chào là được về chứ. Không được, không được. Phải dọn đúng không? Mọi người một cốc. Mọi người mà tức là em dọn xong rồi. Người nhỏ việc nhỏ đúng không? Đúng như là bây giờ mình nên mình dọn phần của mình. Đúng rồi, vứt rác vào trong túi. Ăn hết đã, còn vứt rác trong túi. Thôi cô hết này, thôi. Chị đâu á? Chị cô đâu? Không có.